Chào các em học sinh lớp 9 trường Châu Giang An à, Tiết học ngày hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một vùng kinh tế mới nữa của nước ta Đó là vùng kinh tế thứ sáu, vùng Đông Nam Bộ Dựa vào lược đồ các vùng kinh tế của nước ta, cô và các em hãy cùng nhau xác định vị trí vùng Đông Nam Bộ trên lược đồ này Chúng ta quan sát lược đồ nhé đây là vị trí của vùng Đông Nam Bộ trên lược đồ các vùng kinh tế của nước ta. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần vị trí địa lý giới hạn của vùng Đông Nam Bộ cũng như là điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng qua bài 31 vùng Đông Nam Bộ. Nội dung thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu đó là phần vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ của vùng, phần diện tích chúng ta sẽ dựa vào lược một cái bảng số liệu về dân số và diện tích các vùng kinh tế của nước ta năm 2002 để trả lời câu hỏi cho biết diện tích và số dân của vùng Đông Nam Bộ là bao nhiêu so sánh dân số và diện tích của vùng Đông Nam Bộ với các vùng khác và cho nhận xét với diện tích thì chúng ta thấy vùng Đông Nam Bộ có diện tích là 23.550 km vuông với diện tích này Đông Nam Bộ đứng vị trí thứ sáu về diện tích sau Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. À, với à, dân số thì Đông Nam Bộ có số dân là 10,9 triệu người, à, đứng vị trí thứ tư về dân số ở nước ta trong 7 vùng kinh tế à, sau Đồng bằng sông Hồng, à, Đồng bằng sông Cửu Long và Trung du miền núi Bắc Bộ tiếp theo đây mời các em quan sát lược đồ tự nhiên của vùng đông nam bộ. Dựa vào lược đồ này, chúng ta sẽ cùng nhau xác định phần vị trí giới hạn của vùng đông nam bộ. Đầu tiên chúng ta nhìn ở phía bắc của vùng nè, phía bắc và tây bắc của vùng giáp với campuchia, phía đông giáp với tây nguyên, duyên hải nam trung bộ. Phía tây nam thì giáp với đồng bằng sông cửu long và phía nam và đông nam giáp với biển đông. Vùng Đông Nam Bộ gồm những tỉnh và thành phố nào à, sau đây? Chúng ta nhìn thật kỹ cái lược đồ nhé. À, vùng có tỉnh Bình Phước, à, Tây Ninh, à, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy tổng cộng vùng có 5 tỉnh và một thành phố lớn, đó là thành phố Hồ Chí Minh. À, với cái vị trí địa lý à, như vậy, có ý nghĩa gì đối với việc phát triển kinh tế xã hội của vùng? À, vùng Đông Nam Bộ nằm liên kề với à, các vùng có nguồn nguyên liệu lớn à, tiêu biểu đó là đồng bằng sông cửu long à, đồng bằng sông cửu long được xem là vựa lúa lớn nhất ở nước ta và cũng là vùng có cái sản lượng thủy sản lớn nhất ở nước ta kế đến đó là tây nguyên à, tây nguyên có cái à, nguồn nguyên liệu à, đó là sản phẩm cây công nghiệp cũng như là lâm sản rất là phong phú với vùng duyên hải nam trung bộ đây là vùng có cái sản lượng thủy sản rất là à, dồi dào à, thêm vào đó là vùng có giáp với biển đông à, như vậy vùng sẽ có điều kiện phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển à, với cái vị trí à, địa lý À, như trên thì vùng đồng bằng sông Cửu Long rất thuận lợi cho việc à, giao lưu kinh tế giữa à, vùng với các vùng trong nước cũng như là giữa vùng với các nước à, trên thế giới à, Ở vùng Đông Nam Bộ có thành phố Hồ Chí Minh à, Từ thành phố Hồ Chí Minh à, có thể đi đến các cái thành phố của các nước trong à, khu vực Đông Nam Á chỉ à, khoảng 2 giờ bay là chúng ta có thể đến hầu hết thủ đô của các nước trong khu vực Đông Nam Á này. Như vậy là vừa qua cô và các em đã tìm hiểu qua về vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ của vùng Đông Nam Bộ. Đây là phần nội dung ghi bài của các em. Tiếp theo đây chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nội dung thứ hai đó là điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng. Mời các em quan sát một cái lược đồ hình 31.1 và kết hợp với bảng 31.1 hãy nêu đặc điểm tự nhiên và tiềm năng kinh tế trên đất liền của vùng Đông Nam Bộ. Vùng Đông Nam Bộ được xem là vùng chuyển tiếp về địa hình từ núi xuống đồng bằng nên địa hình nơi đây nhìn chung khá là thoải đất có rất nhiều loại đất nhưng mà phần lớn đó là đất ba giang và đất xám trên phù sa cổ khí hậu cần xích đạo nóng ẩm và vùng có nguồn sinh thủy tốt à, với điều kiện tự nhiên như trên đã đem đến thế mạnh kinh tế cho vùng là vùng có mặt bằng à, xây dựng tốt thuận lợi cho giao thông à, vùng à, có điều kiện phát triển các loại cây trồng đặc biệt đó là cây công nghiệp như cao su cà phê, hồ tiêu, điều, đậu tương, lạc, mía, thuốc lá và các loại hoa quả của vùng nhiệt đới. Sau đây chúng ta sẽ xác định các loại đất có ở vùng Đông Nam Bộ như khi nãy cô nói là vùng Đông Nam Bộ có đất Ba gian, có đất xám trên phù sa cổ tuy nhiên trong vùng còn có thêm một số loại đất khác sau đây là đất Feralit. nhóm đất ferralit được phân bố phần lớn là ở phía đông và phía tây nam của vùng kế đến đó là đất Ba Giang loại đất này chiếm khoảng 40 diện tích đất của vùng Đông Nam Bộ nhóm đất thứ ba đó là nhóm đất Phù Sa cổ đất xám trên Phù Sa cổ và nhóm đất thứ tư đó là nhóm đất phù sa, loại đất này chiếm cái tỷ lệ nhỏ ở vùng đông nam bộ và ngoài ra vùng còn có thêm một số loại đất khác. Tiếp theo đây trên cái lược đồ chúng ta sẽ xác định các con sông đồng nai, sông sài gòn và sông bé. À, đầu tiên là sông Đồng Nai nè, đây là vị trí của sông Đồng Nai. Trên sông Đồng Nai chúng ta thấy có hồ Trị An nè. À, hệ thống sông thứ hai của vùng đó là hệ thống sông Sài Gòn. À, hệ thống sông Sài Gòn có hồ Dầu Tiếng à, và cái hệ thống sông thứ ba à, đó là sông bé. Đây là ba hệ thống sông lớn của à, vùng Đông Nam Bộ. À, nói về hồ Trị An đây là hồ điều tiết nước cho nhà máy thủy điện trị an chuyên cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp cho cây công nghiệp khu công nghiệp cũng như là đô thị của tỉnh đồng nai với hồ dầu tiếng đây là công trình thủy lợi lớn nhất của nước ta hiện nay rộng 270 km vuông chứa 1,5 tỷ m khối nước đảm bảo nước tưới tiêu cho hơn 170 000 hecta đất thường xuyên thiếu nước về mùa khô của tỉnh Tây Ninh và huyện Củ Chi thuộc thành phố Hồ Chí Minh. À, tiếp theo đây chúng ta sẽ trả lời tiếp câu hỏi kế tiếp là vì sao vùng Đông Nam Bộ có điều kiện phát triển mạnh các ngành kinh tế biển như khi nãy cô có nói là phía Nam và Đông Nam của vùng giá với biển Đông, à, biển Đông là một biển ấm À, ngư trường của nơi đây rộng à, thủy sản phong phú à, vùng Đông Nam Bộ còn nằm gần với tuyến đường hàng hải của quốc tế à, thêm lục địa của vùng rộng à, trong vùng biển của vùng Đông Nam Bộ lại giàu tiềm năng về dầu khí với điều kiện tự nhiên à, thiên nhiên như thế à, đã tạo nên thế mạnh kinh tế của vùng à, là vùng có điều kiện thuận lợi để phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển như là khai thác dầu khí, đánh bắt hải sản, à, giao thông à, và du lịch biển. À, sau đây là một số những cái hình ảnh về các loại cây trồng đặc biệt đó là cây công nghiệp, à, các loại cây tiêu biểu à, trong vùng à, Đông Nam Bộ đó là cao su, à, cà phê, à, điều và hồ tiêu kế đến chúng ta sẽ theo dõi một số những ngành kinh tế biển của vùng à, đó là ngành du lịch, ngành khai thác dầu khí, giao thông vận tải biển và khai thác thủy sản. Trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, vùng Đông Nam Bộ gặp phải những khó khăn gì? À, trên đất liền, ít khoáng sản, diện tích rừng tự nhiên chiếm tỷ lệ thấp và vấn đề ô nhiễm môi trường. À, đây là vùng khá đông dân đặc biệt là thành phố hồ chí minh là một thành phố rất là đông dân nên vấn đề ô nhiễm về môi trường rất là gây gắt dân số đông thì cái diện tích đất chật người đông vấn đề ô nhiễm đặc biệt là ô uh, nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí rất là nặng. Đây là những cái hình ảnh về uh, mức độ ô nhiễm môi trường của uh, vùng Đông Nam Bộ. Mặc dù là uh, có cái diện tích uh, rừng tự nhiên thấp, nhưng mà trong vùng uh, có hai khu rừng nổi tiếng đó là rừng Nam Cát Tiên và rừng Cần Giờ ngập uh, mặn. À, vì sao chúng ta phải bảo vệ nguồn tài nguyên rừng đầu nguồn? Đây là một cái câu hỏi mà chúng ta cần giải đáp. Chúng ta phải bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn ở Đông Nam Bộ vì phần lớn diện tích Đông Nam Bộ là đồng bằng cao và đồi thấp. Khí hậu cận xích đạo với mùa khô kéo dài từ 4 đến 5 tháng, diện tích rừng đầu nguồn trong các năm gần đây suy giảm. Nếu không bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn, sẽ dẫn tới nguồn nước ngầm giảm sút gây trở ngại cho sản xuất nông nghiệp vào mùa khô và cho sinh hoạt của dân cư. Chế độ các chế độ nước của các sông ở sông Bé, sông Sài Gòn sẽ thất thường ảnh hưởng đến sự hoạt động của các nhà máy thủy điện như là Cần Đơn, Thác Mơ, Trị An đến nguồn cung cấp nước cho công nghiệp, cho sinh hoạt và cho việc nuôi trồng thủy sản. Mùa khô xâm nhập mặn sẽ diễn ra mạnh hơn, mùa mưa các vùng thấp sẽ dễ bị ngập sâu hơn bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn sẽ duy trì nguồn sinh thủy của vùng góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên của vùng đông nam bộ phải hạn chế môi trường nước của các dòng hạn chế ô nhiễm nguồn nước của các dòng sông ở đông nam bộ vì đông nam bộ là vùng có tốc độ công nghiệp hóa cao đô thị hóa diễn ra mạnh tập trung nhiều khu công nghiệp tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông cho các chất thải có xu hướng tăng lên trong những năm gần đây tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp công nghiệp nghề cá và ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân và du lịch như vậy là vừa qua cô và các em đã tìm hiểu qua sơ nét về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng đông nam bộ đây là phần nội dung ghi bài của các em ở bài 31 phần đặc điểm dân cư xã hội các em sẽ tự học các em nhé sau đây chúng ta sẽ tiến hành thực hiện một cái bài tập đó là bài tập số 3, sách giáo khoa trang 16 À, người ta cho chúng ta một cái bảng số liệu à, về dân số à, của thành phố Hồ Chí Minh à, về nông, dân số nông thôn và dân số thành thị của thành phố Hồ Chí Minh người ta yêu cầu chúng ta vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện dân số thành thị và dân số nông thôn à, ở thành phố Hồ Chí Minh trong các năm qua à, và à, nêu nhận xét muốn vẽ được cái biểu đồ này đây là biểu đồ cột chồng nha các em nha. Thì chúng ta sẽ thực hiện một cái bước đó là xử lý số liệu, chuyển đổi các số liệu người ta cho ra thành tỷ lệ phần trăm rồi sau đó chúng ta mới tiến hành vẽ. Vậy thì chúng ta sẽ xử lý số liệu bằng cách nào? Chúng ta sẽ lập nên một cái bảng số liệu mới. Đầu tiên chúng ta sẽ cộng À, số dân nông thôn và số dân thành thị của thành phố Hồ Chí Minh năm 1995 Khi chúng ta cộng số liệu này chúng ta sẽ có tổng số là 4640,0 Cô xin lỗi, 4640,4 à, đơn vị là nghìn người Rồi sau đó chúng ta lấy cái số tổng là 4640,4 nghìn người đó chúng ta cho nó tương ứng 100% nha, à, cho tương ứng 100%. Tiếp theo đó, à, chúng ta sẽ lấy à, số liệu của à, nông thôn năm 1995 là 1174,3 nè. Chúng ta nhân cho 100, chúng ta chia cho tổng số. Cô nhắc lại là tổng số 400 à, 4640,4. Chúng ta chia tổng số thì chúng ta sẽ có cái kết quả là 25,3%. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ lấy à, số liệu là 3 1466,1 chúng ta nhân cho 100 và chúng ta chia tổng số là 4640,4 chúng ta sẽ có số liệu là 74,7 Tương tự như vậy, chúng ta sẽ cộng số liệu của năm 2000, à, nông thôn và thành thị lại. Thì chúng ta sẽ có số tổng là 5.226,1. Chúng ta sẽ lấy 800 45,4 chúng ta nhân cho 100 chúng ta chia cho 5.226,1 chúng ta sẽ ra kết quả là 16,2 và tiếp theo đó chúng ta sẽ lấy số dân thành thị là 4.380,7 chúng ta nhân cho 100 chúng ta chia tổng số là 526,1 5.226,1 thì chúng ta sẽ có kết quả là 83,8. Tương tự như vậy năm 2000 là hai chúng ta cũng sẽ tính như vậy và chúng ta sẽ có một cái bảng số liệu mới nè. Sau khi chúng ta có bảng số liệu mới rồi thì chúng ta nhìn cái cột tổng nè. Chúng ta thấy tổng số của 3 năm đều bằng 100% hết. Vậy thì chúng ta sẽ vẽ cái biểu đồ có cái trục thẳng đứng. À, thể hiện à, cái số dân đơn vị là phần trăm và cái trục nằm ngang là các năm thì ở cái trục nằm ngang đó chúng ta sẽ vẽ ba à, cột với chiều cao bằng nhau là đều 100% hết đây các cột đều 100% hết và ở cái cột năm 1995 nè bắt đầu chúng ta mới phân ra thành hai phần một phần là dân nông thôn một phần là dân thành thị vậy dân nông thôn của năm 1995 là 25,3 chúng ta À, nhìn vào cái trục tung này, chúng ta à, định cái vị trí 25,3 nằm ở vị trí nào chúng ta vạch ngang qua một đường. Như vậy cái phần bên trên còn lại à, sẽ là số dân của thành thị. À, tương tự như vậy ở à, năm 2000 chúng ta cũng à, vẽ à, một cái vạch ở cái vị trí 16,2 nè như vậy cái phần bên dưới này là số dân của nông thôn còn phần bên trên này là số dân của thành thị tương tự như vậy à, năm 2002 chúng ta cũng sẽ vẽ như vậy sau khi chúng ta vẽ à, ở các cột chúng ta chia hai à, phần ra đó là dân nông thôn và dân thành thị thì chúng ta sẽ làm một cái bước kế tiếp đó là làm ký hiệu và cuối cùng chúng ta thực hiện bước cuối cùng đó là ghi tên biểu đồ đây là biểu đồ thể hiện dân số thành thị và nông thôn ở thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1995 đến năm 2002. À, sau khi chúng ta vẽ biểu đồ xong rồi, thì chúng ta sẽ căn cứ vào à, bảng số liệu cũng như cái biểu đồ chúng ta vẽ, chúng ta sẽ nhận xét về số dân nông thôn và số dân thành thị của thành phố Hồ Chí Minh qua các năm. À, chúng ta nhìn à, cái số liệu à, của à, các năm nè thì chúng ta thấy cái tỷ lệ dân nông thôn ít hơn so với tỷ lệ dân thành thị hay nói cách khác là tỷ lệ dân thành thị cao hơn dân nông thôn qua các năm và từ năm 1995 đến năm 2000 thì tỷ lệ dân thành thị tăng liên tục qua các năm trong khi đó tỷ lệ dân nông thôn thì giảm như vậy là vừa qua cô và các em đã thực hiện xong cái bài tập thứ ba tiếp theo đây chúng ta sẽ thực hiện tiếp một số câu hỏi trắc nghiệm câu hỏi thứ nhất vùng đông nam bộ không giáp với những vùng nào sau đây a vùng tây nguyên b vùng bắc trung bộ c vùng duyên hải nam trung bộ d vùng đồng bằng sông cửu long trong bốn đáp án thì đáp án nào là đáp án đúng nhất các em đó chính là đáp án đáp án b vùng bắc trung bộ chúng ta sang đến câu hỏi thứ hai câu hỏi thứ hai là loại khoáng sản chủ yếu có ở đông nam bộ là a bô xít b dầu khí c đất sét d cao lanh trong bốn đáp án chúng ta sẽ chọn đáp án đúng nhất đó chính là đáp án b dầu khí câu hỏi thứ ba à vùng đông nam bộ trồng cây công nghiệp nào là thích hợp nhất câu a cây cà phê câu b cây chè c cây điều và d là cây cao su trong bốn đáp án thì đáp án d là đáp án đúng nhất ở nước ta cây cao su được trồng nhiều nhất là ở vùng đông nam bộ câu hỏi thứ tư những khó khăn của vùng đông nam bộ trong quá trình phát triển kinh tế a trên đất liền ít khoáng sản diện tích rừng tự nhiên chiếm tỷ lệ thấp môi trường tự nhiên bị ô nhiễm nặng câu B. Trên đất liền ít khoáng sản, diện tích rừng tự nhiên chiếm tỷ lệ cao, môi trường bị ô nhiễm nặng. Câu C. Trên đất liền không có khoáng sản, diện tích rừng tự nhiên chiếm tỷ lệ thấp, môi trường tự nhiên bị ô nhiễm nặng. Câu D. Trên đất liền không có khoáng sản, diện tích rừng tự nhiên chiếm tỷ lệ thấp, môi trường đã được cải tạo tốt. Trong 4 đáp án, đáp án A là đáp án đúng nhất. Như vậy là vừa qua cô và các em đã tìm hiểu qua về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên cũng như tài nguyên thiên nhiên của vùng Đông Nam Bộ. Các em về nhà, các em hoàn thành cái bài tập số 3 cho cô trong tập học của các em và tiếp theo đó các em chuẩn bị cho cô bài 32 vùng Đông Nam Bộ. Các em sẽ tìm hiểu cái phần về hoạt động kinh tế gồm có nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của vùng. À, bài học hôm nay à, đến đây tạm dừng à, chào tạm biệt các em hẹn gặp lại các em à, trong tiết học sau